cách reset máy Kansai Kintet Modena 971. Và đây là cái hộp hộp bo của máy Kansai Kintet nha các bạn. Đầu tiên là mình sẽ bấm chỉnh tốc độ trước đi ha. Chỉnh tốc độ thì các bạn nhấn chữ S, và bật máy lên. Rồi các bạn bấm về bấm nút trừ về số 122. Xong rồi các bạn bấm chữ S là nó sẽ ra tốc độ nha. Cái này các bạn muốn tăng hay giảm. Ví dụ mà tăng thì mình bấm nút này. Các muốn tăng lên mấy ngàn bấm nút này. Chiều 4000 đi. Rồi, lưu lại bấm nút S. Còn mà reset là các bạn tắt máy đi. Rồi bấm giữ nút A và B. Đúng rồi, A và B. Rồi mở máy lên. Rồi bấm nút C. Rồi như vậy là chúng ta đã reset máy xong nha. Và cái này tắt cái nút rồi đi. Cái này muốn chỉnh tốc độ bên ngoài là chúng ta bấm nút B. Cái xong rồi bấm nút S là cái này tốc độ bên ngoài nha các bạn. Các bạn muốn tăng hay giảm gì thì cứ bấm lên số bao nhiêu đó. Đó này mình bấm 4500 đi. Rồi video đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.